Không biết toner diếp cá của Mamonze như thế nào mà quá trời người re comment re này chị em ơi. Hôm nay cùng mình giải mã sức hút của em nước hoa hồng này nhé. 1. Thương hiệu. Được thành lập vào năm 1991, Mamonze, một thương hiệu về dược mỹ phẩm của Hàn Quốc trực thuộc tập đoàn Amore Pacific đã chinh phục được nhiều tín đồ làm đẹp bằng những sản phẩm chất lượng của mình. Cho đến nay, Mamonze đã có tuổi đời gần 30 năm với hơn 900 chi nhánh đặt tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Được chiết xuất từ thành phần an toàn và lành tính, các sản phẩm đến từ thương hiệu này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Các sản phẩm của Mamonze rất đa dạng như mặt nạ, kem dưỡng da chống nắng, kem chống lão hóa, son môi. Và không thể không nhắc đến toner quốc dân Mamonze Pore Clean Toner. 2. Thiết kế. Không quá cầu kỳ như nhiều loại mỹ phẩm khác, toner từ nhà Mamonze được thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người dùng. Dạng chai bằng nhựa cứng cao cấp trong suốt. Nhờ đó, người dùng hoàn toàn có thể quan sát được dung dịch cùng với bùn non phía bên trong chai. Nắp chai dạng bật tiện lợi, lỗ chai nhỏ nên sẽ tránh được việc lãng phí khi lỡ quá tay. Cũng như bao sản phẩm khác, vỏ chai của nước hoa hồng diếp cá Mamonze này cũng ghi đầy đủ thông tin cần thiết về sản phẩm. Mặt phía trước chai được in tiếng Anh, giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm và công dụng, còn mặt sau được in bằng tiếng Hàn với các thông tin về thành phần, cách sử dụng. Với dung tích 250ml, bạn có thể yên tâm sử dụng trong một thời gian dài. Nếu không, bạn cũng có thể lựa chọn size mini với 150ml tiện lợi hơn khi đi đâu đó xa. 3. Thành phần. Sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần an toàn lành tính có thể kể đến như rau diếp cá, có tác dụng hỗ trợ điều trị mụn sưng viêm, giúp kiềm dầu tốt, cũng như thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Bùn non từ biển quét quát, chứa nhiều khoáng chất nên đặc biệt tốt cho da, giúp làm sạch da, thông thoáng lỗ chân lông nhờ đặc tính dễ hút nước và hấp thụ bã nhờn, chất thải khi tiếp xúc với môi trường. Do Panezio, giữ cho làn da ẩm mịn tự nhiên một cách an toàn. Glycerin, có tác dụng dưỡng ẩm, giúp điều trị mụn hiệu quả, chống lão hóa da thông minh. Vitamin E, trẻ hóa làn da, giúp kháng viêm và mang đến cho bạn làn da ẩm mịn, chắc khỏe. Tuy nhiên trong thành phần toner diếp cá Mamonze có cồn nên bạn nào bị dị ứng với thành phần này nên cân nhắc khi sử dụng nhé. 4. Công dụng. Loại bỏ chất thải, bã nhờn cùng bụi bẩn trên da cũng như sâu bên trong lỗ chân lông hiệu quả, mang lại làn da sạch sâu. Thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da mịn màng trắng sáng hơn sau một thời gian sử dụng. Cung cấp độ ẩm phù hợp, hỗ trợ cân bằng độ pH cho da giúp làn da mềm mại và giảm dầu nhờn. Kiềm dầu hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ hình thành mụn. 5. Ưu nhược điểm. Ưu điểm: làm sạch sâu, hỗ trợ chăm sóc cũng như dưỡng da mịn màng, chắc khỏe. Có tác dụng kiềm dầu và ngừa mụn cực xịn. Có thể dùng làm nước cân bằng, xịt khoáng hay lotion max đều được. Mức giá khá phù hợp với túi tiền nhiều của nhiều chị em. Phù hợp với nhiều loại da khác nhau, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít và bóng dầu. Nhược điểm: mùi của nước hoa hồng này hơi khó chịu vì có chứa hương liệu, đặc biệt là diếp cá. Sản phẩm có chứa cồn, nếu có làn da nhạy cảm bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng. Hiệu quả xe khít lỗ chân lông của sản phẩm này chưa được đánh giá cao. 6. Trải nghiệm cá nhân. Mình thích những sản phẩm có dung tích chai lớn vì có thể sử dụng trong thời gian lâu dài mà giá cả cũng phải chăng nên tính ra cũng tiết kiệm được kha khá. Vì là toner diếp cá nên sản phẩm này có mùi hương cực kỳ đặc trưng của diếp cá. Nếu bạn không quen có thể thấy hơi khó chịu, vì dưới đáy chai luôn có một lớp bùn non lắng xuống nên đừng quên lắc đều trước khi sử dụng nhé. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy mụn giảm rõ rệt, đặc biệt là mụn đầu đen ở mũi và các mụn ẩn li ti hai bên má. Dù không hết sạch hoàn toàn nhưng vẫn cho thấy có hiệu quả thực sự, khi chạm vào da cảm giác mịn màng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da mụn nhiều thì sản phẩm này có vẻ không có hiệu quả nhiều vì nó chỉ có chức năng hỗ trợ kiềm dầu, ngăn ngừa mụn chứ không phải sản phẩm đặc trị. Chất của em nước hoa hồng diếp cá này khá lỏng, không màu và thẩm thấu vào da cực kỳ nhanh, không hề gây nhờn rít. Sử dụng rồi bạn sẽ cảm thấy mát dịu, dễ chịu và mịn màng lắm đó. Mình thấy em này có tác dụng kiềm dầu khá tốt, da mặt trở nên khô thoáng hơn và được cấp ẩm mềm mịn hơn trước rất nhiều. 7. Các câu hỏi thường gặp. Sản phẩm này dành cho loại da nào? Toner diếp cá này có thể sử dụng cho mọi loại da bạn nhé. Tuy nhiên, vì sản phẩm có chứa cồn nên nếu làn da bạn khá nhạy cảm thì hãy cân nhắc. Còn với những bạn bị mụn nhiều thì mình nghĩ có thể xem xét đến các sản phẩm chuyên trị để có hiệu quả tốt nhất nha. Sản phẩm này có thể dùng kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da từ hãng khác không? Hoàn toàn có thể dùng kết hợp với các sản phẩm dưỡng da từ các hãng khác nha. Bạn cứ yên tâm mà xài đi nè. Mua sản phẩm này ở đâu? Bạn có thể tìm mua ở các shop mỹ phẩm lớn và uy tín hoặc đặt hàng online sản phẩm chính hãng dưới video nhé.